ở video trước đó các bạn ở các video trước đó ha thì thầy đã hướng dẫn cho các bạn uh, xong uh, unit 1 các bạn về ngữ pháp nha và chúng ta đã xong unit 2 về từ vựng và chúng ta đã xong cái bài review 1 các bạn review 1 uh, review unit 1 unit 2 các bạn có thời gian hãy uh, bạn nào chưa học thì học lại những cái đó nha các bạn nha nhìn như vậy mà thầy đi chậm 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 mà cuối cùng là nhanh lắm đó nhanh hết các bạn luôn đó nha nhiều nhiều khi các bạn uh, thấy như vậy mà cuối cùng thầy đã đi xa quá trời rồi rồi thầy chào hiền diệu nha rồi uh, thầy chào khánh linh nha rồi thầy chào hà vi rồi uh, thầy đội mũ quý vị thầy thầy hạn chế cái ánh sáng đèn ở trên nó chiếu vào nha rồi rồi thầy chào nova lớp nha rồi thầy xin chào tất cả các bạn rồi bây giờ chúng ta sẽ học unit 3 các bạn đây là thì uh, quá khứ nha về ngữ pháp của cái bài này thầy đã tổng hợp cho các bạn ở trước đó rồi ở trên youtube đầy đủ các bạn đầy đủ các chi tiết xếp theo các thứ tự cho các bạn dễ học nha rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ làm bài các bạn rồi chúng ta sẽ làm bài rồi rồi chúng ta sẽ làm bài các bạn ở đây là chi thì nha để mà chi thì tốt á thì các bạn cần nhìn vào cái dấu hiệu của thì các bạn rồi dấu hiệu của thì nha nếu mà nó không có dấu hiệu thì các bạn sẽ căn cứ vào à, nghĩa của câu. Và chúng ta sẽ suy luận các bạn. Chúng ta sẽ xem cái hành động của cái câu đó nó nằm ở đâu. Nằm ở hiện tại, quá khứ hoặc tương lai. Rồi, hay ví dụ như câu số 1 này các bạn. Đây, Chris nên biết các bạn. Rồi, nên biết về cái cuộc họp. Rồi, nên biết là bối cảnh hiện tại này các bạn. Đây, nên biết. Vì sao các bạn? Bởi vì tôi đã nói rồi Rồi tôi đã nói rồi Với anh ta ngày hôm qua Thì các bạn thấy phía sau người ta có cái từ yesterday các bạn Đây chính là dấu hiệu của thì quá khứ đơn nha Rồi đây là dấu hiệu của thì quá khứ đơn Rồi thầy chào Phạm Biết Huy nha Lâu lắm rồi mới gặp em Rồi à, Rồi Thì câu số 1 các bạn chọn của thầy là thì quá khứ đơn Bởi vì hôm qua tôi nói rồi Nên là hiện tại à, bạn nên biết nha rồi, hiện tại bạn nên biết rồi, hiện tại mình biết. Rồi, à, bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Rồi, à, thầy chào Khánh Linh ha. và thầy chào tất cả các bạn. À, câu số 2. Đây. Thì, à, tháng 7 vừa rồi nè. Đây, bạn nào mà tin ý bạn sẽ thấy được đây là dấu hiệu được các bạn. Đây, tháng 7 vừa rồi. Là một dấu hiệu chỉ thời gian rất là cụ thể nha. Rồi, rất là cụ thể. Trong khi, à, bạn thì à, đang đi nè rồi cả hai bạn đang đi du lịch bụi nha rồi đang đi du lịch bụi các bạn rồi chữ này thầy đã hướng dẫn các bạn rồi vòng quanh châu âu khóc pha lô lên và đi rồi tóm lại dấu hiệu rất là rõ ràng hoặc nếu không thấy dấu hiệu này thì bạn thấy cái từ quay nè các bạn đây từ quay nè thì sau cái từ quay các bạn chia à, tiếp diễn nha rồi và phía trước các bạn sẽ chia thì quá khứ đơn rồi đây các bạn rồi tóm lại các bạn chia thì qua khóa đơn đây rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 3 các bạn rồi chúng ta sẽ qua câu số 3 à, c 1 c 2 bởi vì hiện tại thì thầy đang đang bận các bạn thầy đang thầy, thầy đang bận trong cái 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 lớp của thầy nên là thầy sẽ vừa giải đề Giải bữa nữa nếu mà thầy sắp xếp được thầy sẽ sắp xếp vào buổi trưa giống như trước giống như trước đây đó b 1 và b 2 đó các bạn thầy live vào lúc 5 giờ sáng các bạn à, quên 4 giờ 45 Tuy nhiên cũng rất nhiều bạn học nha Tuy nhiên cũng rất nhiều bạn học các bạn thầy like lúc 5 giờ sáng rồi để có thể rằng đất c1 c2 nếu mà thầy để thầy xem cái gì đó thầy like vào 5 giờ sáng 4 giờ sáng các bạn rồi câu tiếp theo bởi vì 5 giờ sáng thì 6 giờ các bạn đi học rồi 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 thầy biết là tụ các bạn đang gần thi mà các bạn hãy chủ động học nha chủ động học các bạn chủ động học rồi, hiện tại thì đang giải các bạn sẽ giải đề tốt nhất nha. Rồi, à, câu này các bạn, đây chính là tôi sẽ từ chức nha. Đây chính là tôi sẽ từ chức các bạn. Rồi, không phải tôi đang từ chức đâu mà là tôi sẽ từ chức các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì bạn dịch ra bạn thấy rằng đây sẽ nó sẽ hợp nghĩa hơn. Nó mang yếu tố tương lai và là chắc chắn nha. Rồi, lâu rồi thầy mới thấy Thùy Dương nha. Thùy Dương sẽ năm chinh chiến với thầy nha. Rồi, bởi vì cái lớp của thầy nó hơi khó chút xíu thầy biết là hơi khó với em rồi tôi sẽ từ chức bởi vì cái áp lực ở công việc quá nhiều đối với tôi rồi thì ở trong câu này các bạn ở đây bạn thấy nè đây là thì à, hiện tại tiếp diễn mang yếu tố tương lai rồi thì hiện tại thông thường các bạn sẽ đi với thì hiện tại nha ở đây thầy nói thông thường tuy nhiên ở trong câu này nè bạn phân tích cái hành động nha tôi sẽ từ chức bởi vì Uh, áp lực ở công việc đã và đang rất là quá nhiều cho tôi đã gây căng thẳng cho tôi có nghĩa rằng hiện tại người này vẫn đang làm các bạn hiện tại người này vẫn đang làm và áp lực trước cái thời điểm người này nói cái câu này kéo dài tới hiện tại thậm chí tới tương lai các bạn sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành rồi diễn tả một hành động uh, đã và đang diễn ra các bạn rồi bạn sử dụng thầy hiện tại hoàn thành nha rồi thầy thấy rất nhiều bạn làm rất là nhanh nha rồi à, rất là nhanh à, thôi để thầy cứ làm từ từ để bởi vì có nhiều bạn khác nhau à, mỗi bạn có một cái background khác nhau các bạn rồi chúng ta hãy hướng về các bạn yếu hơn rồi dìu dắt các bạn đi lên rồi chúng ta từ từ thì cách đây một tháng các bạn tôi nhận một lá thư từ nail. nhưng mà tôi chưa trả lời rồi câu số 4 này quá dễ rồi các bạn ở đây có cái từ a month ago Là cách đây một tháng à, Rất là rõ ràng thì quá khứ đơn Rồi Nhưng mà tôi chưa trả lời Là tại sao người ta dùng hiện tại hoàn Thành các bạn Có nghĩa rằng Từ trước, từ cách đây một tháng các bạn Tới thời điểm hiện tại Thậm chí tới ngày mai tôi còn hỏng hèm trả lời Ý là vậy nha Ý là vậy nha các bạn nha Rồi Bây giờ các bạn sẽ qua câu số Năm uh, nè các bạn tôi sẽ qua số năm thì Julie thì rất là hào hứng để mà nói nè với bạn uh, bởi vì hoặc là từ khi nha rồi bởi vì cô ấy nghe về cái vụ tai nạn của bạn hoặc là từ khi cô ấy nghe về cái vụ tai nạn của bạn rồi ở đây thì có từ since nè các bạn ở trong trường hợp này chúng ta chỉ là từ khi rồi vì phía sau người ta chia cái thì quá khứ đơn này các bạn rồi rồi các bạn thấy cái từ since các bạn À, các bạn thấy cái từ since rồi thì phía sau các bạn chia thì quá khứ đơn phía trước các bạn hãy chia thì hiện tại hoàn thành nha rồi hiện tại hoàn thành rồi rồi câu số 5 các bạn sẽ chọn cái thầy cái thầy hiện tại hoàn thành bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha rồi thầy thấy nhiều bạn làm rất là chuẩn luôn rồi đây câu số 6 đây thì tôi không có ý tưởng gì à, tôi ý nói tôi không biết các bạn I have no idea nghĩa là I don't know rồi bạn thì là một cái người chơi rất là hay rồi bạn là một cái người chơi rất là hay các bạn rồi thì ở câu số 6 này các bạn thì ở đây phía sau các bạn đây nè là thì quá khứ nè rồi quá khứ ở đây chúng ta sẽ có cái thì uh, hiện tại hoàn thành và các thì quá khứ rồi và ở đây thì chúng ta không có những cái từ mà uh, kết hợp thì hiện tại hoàn thành thì quá đơn quá khứ đơn ha vì vậy ở đây các bạn sẽ sử dụng cho thầy là cách sử dụng thứ nhất mà thầy đã tổng hợp cho các bạn á. Về trong phần ngữ pháp. Ở đây là một cái general uh, general truth các bạn. Một cái sự thật ở trong quá khứ. Rồi tôi không biết là bạn là một người chơi rất là tốt nha. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. À chúng ta sẽ qua câu số 7 nha. Rồi số 7 các bạn. Nếu bạn hoàn thành. Rồi hãy giơ tay lên tôi sẽ lấy lấy cái tờ giấy của bạn rồi nếu bạn hoàn thành giơ tay bạn lên và tôi sẽ uh, đi thu cái tờ giấy thi của bạn rồi thì ở đây ở các bạn thấy ta dùng thì tương lai các bạn rồi và ở đây bạn thấy rằng đây mình để íp nè rồi đây íp đây thì tương lai rồi thì chỗ này các bạn sẽ sử dụng cho thay là hiện tại nha và hiện tại thì chúng ta có hiện tại hoàn thành ở đây. Đây thì quá khứ chúng ta chọn thì hiện tại chúng ta chọn từ have finished các bạn. Rồi, have finished nha. Lưu ý cho thầy ở cấp độ C1, C2 này, ở đây các bạn thấy if là không phải là if loại 1, loại 2, loại 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 0, 1, 2, 3 đảo ngữ ở đây được các bạn nha. Ở đây thì các bạn đang làm một cái trường hợp ngoại lệ của if các bạn. Trước đây trong chương trình trong phổ, trong chương trình phổ thông các bạn thấy rằng if một vé tương lai, một vé hiện tại. Tuy nhiên, không phải thì hiện tại à, mà đôi khi các bạn sẽ thấy rằng người ta sẽ dùng hiện tại tiếp diễn hoặc hiện tại hoàn thành nha. Lưu ý với thầy, lưu ý với thầy nha. Rồi, lưu ý với thầy. Rồi à, tóm lại bạn sẽ sử dụng thì hiện tại và trong trường hợp này chúng ta dùng hiện tại hoàn thành. Nếu không có hiện tại hoàn thành, bạn có thể dùng hiện tại tiếp diễn. Tuy nhiên, không dùng thì quá khứ. Rồi, bởi vì người ta chia ra thì hiện tại sẽ có hiện tại đơn, ừ, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ thì quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành vân vân. Rồi tóm lại câu số 8 các bạn có rất nhiều lý do cho cái vụ ly dị của chúng tôi. Rồi. Nói như thế này là ly dị chưa các bạn? Nói như thế này là ly dị rồi. Rồi, ly dị rồi các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ không có dùng hiện tại hoàn thành để mà diễn tả cái câu thế này các bạn. Bởi vì nếu mà hiện tại thành thì bạn sẽ dịch rất là kỳ lắm. Đã và đang sẽ có nhiều lý do khác nhau. Không đúng nha. Tóm lại là có nhiều lý do. Đây là một cái general truth các bạn. Một cái sự thật hiển nhiên. Ở trong quá khứ các bạn. Một cái sự thật ở trong quá khứ. Một sự thật một cái sự thật nói chung trong quá khứ nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 9 nha. Đây. À, xin các bạn. Thì nó là cái sinh nhật của tôi tuần vừa rồi và ông ngoại của tôi cho tôi một cái laptop tặng tôi một cái laptop rồi câu này dễ rồi tóm lại là sinh nhật rồi tuần vừa rồi last week và ông của tôi last week last week ông cho tôi cái laptop rồi thì quá khứ đơn rồi thầy chào tom nha rồi thầy chào tom hồi nãy hồi nãy học không có tom không có vui nha rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn à, câu số 10 rồi câu số 10 nha À, tôi không biết ai chịu trách nhiệm bởi vì tôi không làm việc ở đây lâu. Rồi. Rồi, à, trong câu số 10 các bạn, bối cảnh là thì hiện tại nha. Rồi, bối cảnh là hiện tại các bạn. Rồi, bối cảnh là hiện tại. Tôi không biết ai chịu trách nhiệm bởi vì tôi không làm việc ở đây lâu. Hiện tại tôi vẫn đang làm việc và trước đó tôi đã làm việc. Rồi, một cái hành động diễn tả từ trong quá khứ kéo dài tới hiện tại, thậm chí tới tương lai. Các bạn sử dụng cái thầy. Hiện tại hoàn thành. Rồi, thầy chào tất cả các bạn nha. Rồi, thầy chào tất cả các bạn. Rồi, thầy thấy bạn Ngọc ha. Bạn mới lớp 6 mà làm rất là tốt nha. Rồi, câu số 11 các bạn. Rồi, câu số 11. Anh của tôi và tôi không bao giờ được phép Rồi, à, không bao giờ được phép để mà nhai xin gum Rồi, nhai xin gum khi chúng tôi còn trẻ các bạn rồi, khi chúng tôi còn nhỏ rồi anh của tôi và tôi không phép khi rồi được cha sinh gom ha khi chúng tôi còn nhỏ thì ở câu số 11 này các bạn rồi câu số 11 này một thói quen trong quá khứ bạn sẽ chia cho thầy một thói quen trong quá khứ ha rồi bạn sẽ chia thầy thì quá khứ quá khứ đơn nha và trong trường hợp này là bị động các bạn ở đây chúng ta sẽ không có dùng hiện tại hoàn thành bởi vì cái thì hiện tại hoàn thành nó chọn với cái thì, thì quá khứ đơn. Nó được sử dụng với điều kiện là bạn thấy là có cái từ since, có cái từ since một vế là à, hiện tại hoàn thành một vế quá khứ đơn, đó là trường hợp đặc biệt ha. Thông thường các bạn sẽ không thấy là thì hiện tại hoàn thành đi với thì quá khứ đơn. Thường xuyên. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 12 nha, là ba mẹ của tôi gửi cho tôi à à gửi cho tôi tới trường tư cho đến khi tôi 12 tuổi, có nghĩa là ba mẹ của tôi cho tôi học trường tư cho đến khi tôi 12 tuổi các bạn. Rồi. Và câu số 12 này nói như thế này các bạn, có nghĩa là đã chấm dứt rồi, cho đến khi tôi 12 tuổi có nghĩa rằng hiện tại tôi 14 15 rồi. Bạn nào mà chọn thì hiện tại hoàn thành, có nghĩa rằng bạn chưa hiểu bản chất của câu nha. Bạn chưa hiểu bản chất của câu. Nói như thế này có nghĩa rằng là... Hiện tại tôi đã 13, 14, 15 tuổi. Rồi, thì trong quá khứ, đây là một sự thật trong quá khứ các bạn. Trong quá khứ ba mẹ của tôi gửi tôi tới trường tư cho tới 12 tuổi. Và giờ này tôi 13, 14, 15 nha. Rồi, thầy thấy các bạn là chọn thì hiện tại hoàn thành đó nha. Nếu mà chỗ này nè, until now. Nếu chỗ này bạn chọn, à, nếu bạn này bạn thấy là until now hay là up to now. Rồi, Uh, thì bạn sẽ sử dụng thầy hiện tại thần. thành còn tuy nhiên bạn phải hiểu câu này nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ qua ở uh, phần b các bạn rồi chúng ta sẽ qua phần b đây chúng ta phần b các bạn rồi phần b rồi chúng ta sẽ làm phần b các bạn rồi ở đây các bạn vẫn chia thì nha rồi chia thì là chia thì là một cái nghệ thuật rồi chia thì là một cái nghệ thuật nha vì sao các bạn bởi vì các bạn phải có một cái cảm giác về thời gian rồi bạn phải có các một cái cảm giác về thời gian tốt thì bạn sẽ chi mới tốt nha rồi đây rồi bạn dịch nè khi vụ nổ xảy ra hàng trăm người qua sân bay đây là bối cảnh ở quá khứ và khi bạn dịch như thế này thì à, vụ nổ xảy ra thì lúc đó người ta đang làm cái gì đó ha rồi đang làm cái gì đó, có nghĩa rằng người ta đang làm thì vụ nổ xảy ra. Rồi, tóm lại chỗ này, bạn sẽ chia thì tiếp diễn và theo như câu của chúng ta thì bạn sẽ chia thì tiếp diễn mà ở quá khứ các bạn nha. Rồi, tóm lại bạn chia thì quá khứ tiếp diễn. Rồi. Rồi, có một số động từ các bạn sẽ không chia tiếp diễn ví dụ từ happen này nè các bạn, không có đang xảy ra. Rồi rồi rất ít khi mà sẽ sử dụng trong trường hợp đó các bạn Bởi vì xảy ra hay không xảy ra nó chỉ trong một khoảng khắc thôi Người ta rất hạn chế dùng cái thì tiếp diễn đó ha Một số động từ Rồi Bây giờ các bạn sẽ qua câu số 2 nha Khi tôi nghe điện thoại rang Rồi khi tôi nghe điện thoại rang các bạn Rồi tôi ngừng viết để trả lời nó Rồi có nghĩa rằng ở đây người ta có cho chúng ta một cái dấu hiệu thì quá khứ nè trong quá khứ tôi nghe điện thoại rồi thì tôi tôi ngừng lại các bạn trong quá khứ tôi ngừng lại rồi bạn nào mà để ý cái phần b này các bạn phần b này nè thì bạn sẽ thấy rằng ở đây người ta chỉ giới hạn chúng ta dùng hai cái thì này nè đây là thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn này các bạn rồi hai thì thôi rồi ờ à, tôi nghe tôi dừng tôi ăn tôi làm gì đó thì những cái hành động kế tiếp kế tiếp kế tiếp bạn chia thì quá khứ đơn các thầy nha rồi quá đơn các thầy nha rồi rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo các bạn rồi các bạn sẽ qua câu tiếp theo nha rồi à, tiếp theo các bạn à, câu số 3 đây số 3 đây thì Annie à, Amy các bạn chữ này chữ Amy thầy đánh máy sai đây là Amy Amy rồi tóm lại là các tên người rồi rồi Amy các bạn đọc Vì vậy cô ấy không thấy tôi đi bộ qua Rồi Đây là lý do các bạn Đây là lý do mà không thấy nè Đây là lý do để giải thích cho cái việc này Và cái lý do Trong quá khứ thì cái hành động nó cũng trong quá khứ luôn Rồi và chỗ này các bạn sẽ chia thì tiếp diễn nha Rồi bởi vì cô ấy đang đọc các bạn Rồi đang đọc Vì vậy là không thấy ha rồi đây là bối cảnh nè rồi rồi đang đọc bây giờ bạn sẽ qua câu số 4 nha rồi thì tôi chơi piano mỗi tuần từ độ tuổi của 6. on works các bạn rồi chữ này nè chữ này nó sẽ quyết định tới cái việc mà bạn sẽ chọn cái từ gì thì các bạn có cái từ uh, on works nó sẽ khác với cái từ back work các bạn Backward đây hai chữ này nha rồi backwards các bạn rồi khác bởi vì cái chữ này nó sẽ quyết định tới cái việc Các bạn sẽ sử dụng sử dụng thì các bạn thì các bạn có cái từ on work là về trước các bạn về trước có nghĩa là trước nè có nghĩa rằng cái hành động này nó ở trong quá khứ là lúc 6 tuổi các bạn từ lúc 6 tuổi rồi mỗi tuần từ độ tuổi của 6 à, từ độ tuổi 6 về trước rồi đây À, về trước nha. rồi à, có nghĩa rằng một tuổi tôi chơi hai tuổi tôi chơi ba tuổi tôi chơi bốn tuổi tôi chơi năm tuổi tôi chơi tới sáu tuổi tôi vẫn chơi và tôi hết chơi là cái từ ấn các bạn có nghĩa rằng cái hành động chơi piano này bạn sẽ chia cái thì quá khứ hoàn thành à, học cái piano bạn sẽ chia thì quá khứ hoàn thành là một hành động trước thời điểm khác trong quá khứ nha. Còn nếu mà một bạn thấy rằng người ta cho các bạn cái từ backwards này nè. Bạn có sẽ chia cái thì hiện tại hoàn thành nha. Rồi bạn cảm nhận cho thầy cái thì để mà chúng ta chia cho đúng nha. Rồi bạn phải cảm nhận cái thì à, để chúng ta chia cho đúng. Trở về trước tôi chơi piano mỗi tuần từ độ tuổi của 6 trở về trước. Rồi trở về trước thì trong câu này các bạn, trong câu này à, các bạn sẽ chia thầy thì quá khứ đơn. Thì nó sẽ hay hơn nha, bởi vì nó đã chấm dứt rồi. Và trong câu này thì nó sẽ không có trước sau. Rồi các bạn chỉnh lại cho thầy, đây là thì quá khứ đơn các bạn. Rồi, quá khứ đơn. Rồi, quá khứ đơn nha, nó đã chấm dứt rồi các bạn. Nó không có thêm một hành động nào khác. Bởi vì ở đây có từ from nè. Rồi, from. Rồi, chia lại cho thầy. Rồi, câu số 5 các bạn. À, chúng tôi quyết định để mà rời bãi biển nè. Bởi vì trời uh, trở nên tối. Rồi, và chúng tôi muốn để về nhà. Rồi, chúng tôi muốn để về nhà. Thì ở trong câu số 5 này các bạn. Uh, người ta giới hạn chúng ta chia hai thì này nè. Quá khứ đơn, quá khứ đơn tiếp diễn nha. Thì chỗ này các bạn sẽ chia cái thì uh, tiếp diễn các thầy. Bởi vì đây là bối cảnh các bạn. Rồi, bối cảnh trong quá khứ nè. Diễn tả cái background. Cái background trong quá khứ các bạn. Rồi, tiếp diễn nha. Và chúng tôi muốn để về nhà trong khi uh, trên đường vẫn còn sáng rồi ở đây khứ tiếp diễn các bạn rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 6 nha các bạn sẽ qua câu số 6 đây rồi số 6 đây các bạn thì Jessica already nè uh, nghĩ về việc rời khỏi trường đại học trước khi mà cô ấy uh, rớt cái kỳ thi đầu tiên phải không ở trong Destination uh, B2 các bạn ở cái bài đầu tiên, thầy đã hướng dẫn cho Youtube nha, đủ bộ Desk B2. Thì lúc đó, thầy có so sánh cho các bạn từ Already nè, tiếng Mỹ các bạn. Nếu như tiếng Mỹ người ta dùng quá khứ đơn. Còn nếu như uh, tiếng uh, của người Anh á, người ta sẽ sử dụng thì uh, hiện tại hoàn thành. Rồi, lưu ý thầy nha, có cái sự khác biệt nhau. Tuy nhiên, ở trong trường hợp này nè các bạn. Rồi, ở đây là bối cảnh thì quá khứ và người ta giới hạn chúng ta chỉ có hai thầy này thôi thì ở trong câu số 6 này bạn sẽ chọn cho thầy rồi jessica này đã suy nghĩ về việc rời khỏi trường đại học trước khi cô ấy à, thất bại cái à, kỳ thi đầu tiên chưa rồi thì ở đây bạn sẽ chọn cho thầy là thì tiếp diễn nha rồi thì tiếp diễn nó sẽ diễn tả được rồi, nó sẽ diễn tả được cái hành động ở trong uh, câu này là hay hơn thì quá khứ đơn các bạn nha. Rồi, có nghĩa rằng cô ấy uh, có cái sự cân nhắc, uh, có cái sự cân nhắc liên tục các bạn. Liên tục, không phải là uh, suy nghĩ rồi là xong. Và có sự cân nhắc nhiều. Rồi, chúng ta sẽ dùng thì tiếp diễn ở đây. lưu nhất hay. Rồi, câu uh, số tiếp theo bởi vì khách sạn có cái hồ bơi các bạn đây bởi vì khách sạn có cái hồ bơi nha rồi bởi vì khách sạn có cái hồ bơi nha là bối cảnh quá khứ nè các bạn đây là bối cảnh quá khứ rồi chỗ này chắc chắn sẽ là thì à, quá khứ ha không thể nào hiện tại được à, và người ta giới hạn chúng ta hai cái thi này sẽ dễ hơn Rồi, tóm lại là bạn có bơi bữa ngày không Các bạn không đang bơi bữa ngày các bạn rồi chỗ này thì bạn sẽ chia cho thầy là thì quá khứ đơn ha. Người ta giới hạn hai thì thôi nó sẽ dễ hơn. Rồi, bạn có bơi mỗi ngày không? Rồi, trong quá khứ bạn đi tới khách sạn bởi vì khách sạn có hồ bơi. Thì trong quá khứ bạn có bơi mỗi ngày không? Chúng ta không có chọn đang bơi mỗi ngày ở đây nha. Rồi chúng ta sẽ không có chọn đang bơi mỗi ngày ở đây. Rồi các bạn sẽ qua câu tiếp theo. À, câu số 8 nha. Thì Industrial Revolution là cuộc cách mạng công nghiệp các bạn rồi cuộc cách mạng công nghiệp uh, thu hút nhiều người từ miền quê lên thành phố các bạn rồi cuộc cách mạng công nghiệp thu hút nhiều người từ miền quê lên thành phố đây là cách uh, sử dụng uh, cách thứ ba các bạn cách sử dụng thứ tư rồi cách sử dụng thứ tư trong 8 cách mà mấy bữa thầy hướng dẫn cho các bạn á đây là một cái sự việc ha, một cái tình huống, một cái trạng thái mà rất rất là lâu đời ở trong quá khứ. Bạn sẽ chia cho thầy uh, track tịch nha. Rồi, cách sử dụng thứ tư mấy bữa thầy đã hướng dẫn cho các bạn. Trong quá khứ thì cái cuộc cách mạng này nó đã thu hút rất là nhiều. Rồi, nó đã thu hút rất là nhiều người. Rồi, câu số 9 các bạn. Rồi, câu số 9 nha. À, chúng ta sẽ qua câu số 9 thì cái. Kính, à, cái trạm quan sát ha à, không gian hấp bò à, đặt trong quỹ đạo vòng quanh trái đất vào năm 1990. Thì trong câu này các bạn có cái thời gian rất là cụ thể rất là rõ ràng. Rồi, cái con cái này à, được đặt ở trong quỹ đạo vòng quanh trái đất vào năm 1990. Ở đây các bạn sẽ chi thì qua khứ đơn nha. Và chúng ta sẽ sử dụng bị động các bạn. Rồi, bị động ha là put post post các bạn rồi bị động ha à, cái trung tâm này được đặt trong quỹ đạo và quanh trái đất vào năm chín rồi câu à, mười các bạn à, xin lỗi nha tôi không thể đến vào thứ sáu nhưng tôi à, nhưng tôi làm việc cái dự án của tôi rồi rồi à, câu số 10 các bạn à, xin lỗi là tôi không thể đến vào thứ sáu rồi thì từ could này không phải lúc nào nó cũng diễn tả là quá khứ mà nó có khả năng để diễn tả à, hiện tại hoặc tương lai các bạn nha. Nó có khả năng diễn tả cái từ possible rồi permission rồi hoặc là tương lai. Còn trong trường hợp này các bạn thì ở đây chúng ta đoán nó là quá khứ các bạn. Vì sao? Bởi vì chỗ này người ta bắt chúng ta chia cái thì quá khứ rồi người ta bắt chúng ta chia cái thì quá khứ và quá khứ tiếp diễn các bạn. Rồi xin lỗi tôi không thể mà đến vào thứ sáu nhưng uh, nhưng vì các bạn nhưng vì uh, tôi uh, tôi phải làm rồi uh, tôi phải đang làm việc có nghĩa rằng tôi đang làm các bạn nhưng bởi vì tôi đang làm cái dự án của tôi rồi có nghĩa rằng tôi đang làm tôi không thể đến được nè rồi chỗ này bạn chi tiếp diễn nha rồi ở đây có by the time này các bạn by the time là vào thời điểm. Rồi, vào thời điểm mà chúng tôi đến. Buổi tiệc này đã kết thúc rồi. Thì tóm lại câu số 11 này các bạn, thì các bạn sẽ thấy cho thầy nha. Nếu by the time ở đây. Rồi, một, ở đây là người ta bắt chúng ta dùng quá khứ các bạn. Quá khứ tiếp diễn thì chỗ này các bạn sẽ chia thầy là arrive nè. Rồi. Thì chỗ này nè các bạn, chỗ này nè, chỗ này bạn thấy nhiều nhiều câu á, người ta sẽ viết là had been rồi, uh, by the time, đây là bối cảnh quá khứ nè, thì chỗ này sẽ là quá khứ hoàn thành. Lưu ý cho thầy nha, quá khứ hoàn thành, mà tuy nhiên trong câu này là dùng quá khứ đơn, uh, cũng được các bạn nha, tuy nhiên nó không có phổ biến. Còn nếu chỗ này nè, có by the time, chỗ này các bạn sẽ, người ta dùng là hiện tại nè, thầy ví dụ nha, hiện tại. Thì chỗ này các bạn sẽ sử dụng cho thầy là tương lai hoàn thành, will, have, been lưu ý với thầy nha tóm lại là có by the time nếu cái mệnh đề này nè hiện tại phía sau tương lai hoàn thành nếu mệnh đề này quá khứ phía sau quá khứ hoàn thành lưu ý với thầy cố gắng nhớ nha cũng giống như cái trường hợp này, này các bạn ở đây câu số 4 nè các bạn có cái từ onwards là trở về trước rồi từ độ tuổi trở về trước thì bạn có thể dùng thì quá khứ hoàn thành ở đây à, tuy nhiên chỗ này các bạn chỗ này chỗ này thì người ta giới hạn thì của chúng ta nên chúng ta không dùng được rồi tuy nhiên chúng ta có thể dùng nha rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo à, câu tiếp theo là công viên này để bảo vệ để bảo vệ động vật hoang dã địa phương nói như thế này các bạn không có đang ha à, không có đang được tạo ra nếu mà đang được tạo ra thì các bạn sẽ sử dụng thì thì hiện tại tiếp diễn các bạn hoặc thì hiện tại hoàn thành đã và đang tạo ra có nghĩa rằng đang đã và đang được xây các bạn còn trong trường hợp này chúng ta chỉ có thể dùng thì quá khứ đơn created các bạn được tạo ra rồi một cái sự việc hiển nhiên một cái sự việc uh, general trong quá khứ nha rồi câu số 12 các bạn sẽ chọn cho thầy là quá khứ đơn rồi uh, chia thì các bạn cần phải có một cái sự uh, nhảy bán về thời gian nha chúng ta sẽ chia tốt hơn rồi và cố gắng nhớ thầy những dấu hiệu nha ví dụ như những dấu hiệu của thầy vừa rồi thầy nói nè by the time nếu mệnh đề hiện tại thì chia tương đương thành nếu mệnh đề bài uh, by the time quá khứ đơn bạn chia quá khứ hoàn thành ví dụ vậy các bạn có học thuộc rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo các bạn à, chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo rồi chúng ta sẽ qua cái phần này rồi đây rồi chúng ta sẽ qua phần c và sau đó chúng ta sẽ à, nghỉ ngơi các bạn nha rồi thầy thấy rất nhiều bạn làm rất là chính xác ha rồi bạn ngọc bạn Thùy dương bạn anh thư nè bạn minh trí bạn không có tên rồi bạn ngọc huyền nha rồi bạn ngọc huyền vân vân ha rồi bạn anh thư rồi bạn thùy dương rồi rồi rất nhiều bạn bây giờ chúng ta sẽ làm à, cái phần tiếp theo các bạn rồi thì cái phần tiếp theo này nó hơi hơi rắc rối chút xíu nha ở ở nhà các bạn làm á thì các bạn làm những câu mà dễ 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 nhất các bạn rồi các bạn làm những câu dễ nhất sau đó thì từ 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 chúng ta sẽ làm những câu khó sao bởi vì có những câu mà chúng ta thấy là à, nhìn vô cái dễ làm được liền các bạn ví dụ câu số 6 nè khi mà tôi à, câu số uh, số 8 các bạn rồi khi tôi thấy cô ấy ví dụ vậy ha chúng ta dùng được cái từ so Dùng được cái từ so các bạn. Rồi. Câu số 8. À, tuy nhiên ở đây thầy sẽ hướng dẫn từ trên xuống dưới nha. Dĩ nhiên là cái chiến lược, chiến thuật làm bài của các bạn ở nhà nó sẽ khác. Các bạn cứ làm xiên chăm chỉ nha. Rồi. Câu số 1 các bạn. Bạn sẽ sử dụng chữ gì? Ở đây. Sử dụng gì đây? Đây. It on. It on gì đó. S. Rồi. It on. À, S ha. Rồi. Mọi thứ. Rồi. Mọi thứ. à, rồi ở đây thì bạn sẽ có rất nhiều động từ nha rồi mọi thứ bắt đầu các bạn rồi static rồi đây là thì quá khứ đơn bối cảnh quá khứ đơn mọi thứ bắt bắt đầu rồi bởi vì phía sau người ta dùng quá khứ đơn rồi mọi thứ tất cả mọi thứ bắt đầu khi rồi khi mà tôi à, trên đường về nhà rồi trên đường đi làm việc về nhà. Rồi, ý vậy nha. Chúng tôi cái chương trình máy tính. Rồi, chúng tôi chương trình máy tính. Và mọi người rất là hồi hộp về việc hoàn thành đúng giờ. Rồi, vì vậy nó thì rất là tốt các bạn để mà tránh xa văn phòng. Rồi, tóm lại trong cái câu này này các bạn, nhìn như vậy mà nó lại không có dễ ha. Các bạn cần phải phân tích ra. Các bạn cần phải phân tích ra nha. Ở đây các bạn các bạn cần phải phân tích cái hành động số 2 nè. Hành động số 3, hành động số uh, số 2, số 3. Uh, chúng tôi đang làm một cái chương trình máy tính. Rồi, chúng tôi đang làm việc cái đang uh, rồi các bạn. Rồi, chúng tôi was uh, working nha. Rồi, ở câu này thì đánh máy nó thiếu chút xíu các bạn. Rồi. Uh, working on. Rồi, working on a top secret. Thầy, 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 uh, rồi, bạn chọn thầy cái, cái thầy máy thiếu nha. Tóm lại á, là bối cảnh các bạn là đang làm cái máy tính này. Và mọi người thì đang rất là hồi hộp nha. Rồi, đây là bối cảnh của câu chuyện á. Rồi, ở đây là uh, words. Ở đây nervous các bạn. Nervous các bạn sử dụng cái thầy là get được sử dụng như động từ autobi, các bạn. Rồi, get become vân vân. Stay vân vân rồi thì đang rất là hồi hộp về việc mà hoàn thành đúng giờ vì vậy nó rất là tốt để mà tránh xa văn phòng ồ oh, nó rất là tốt để mà về khỏi nhà các bạn rồi nó rất là tốt để về về khỏi nhà bởi vì đang làm cái đó mệt quá đó các bạn hiểu ha những cái hành động đang diễn ra nó à, nó hoặc là trời các bạn rồi trời ở đây là trời nha rồi trời rồi trời gì đó và nó dường như mọi người cái gì đó về nhà và cùng lúc rồi số 4 ha ờ, khi các bạn làm những câu phía dưới dễ dễ hơn á bạn sẽ thấy rằng chỗ đây là trời đang mưa rồi, sẽ phù hợp nhất rồi trời đang mưa và nó dường như là rằng mọi người uh, đang về nhà rồi ở đây là đang về nhà cùng thời điểm rồi, ở đây số ít ha, everyone everybody someone something những cái chữ đó là số ít hết các bạn. Rồi, traveling, traveling home đang về nhà cùng thời điểm nha. Rồi. Rất là à, rồi, hào hứng các bạn. Rồi rất là anxious, rất là lo ngại ha. Rồi, rất là hào hứng để mà tránh bị ướt nè. Thì câu số 6 ở đây bạn thấy rằng down into the underground station có nghĩa rằng tôi đi xuống các bạn đi xuống cái tàu điện ngầm bạn nào mà hay qua nước ngoài á à đặc biệt là singapore ha bạn sẽ thấy rằng người ta đi làm bằng tàu điện ngầm không các bạn ở đây là went down into rồi đi xuống cái à, cái à, cái nhà ga đón tàu điện ngầm và for the train rồi số 7 chắc chắn sẽ là đợi các bạn rồi tôi đi xuống rồi và cái gì đợi nha rồi à, chúng ta xem tiếp theo các bạn các bạn xem khúc này nè nếu bạn không xem khúc này bạn sẽ chia chỗ này thì quá khứ đơn bởi vì chỗ này có từ n nè tôi xuống và tôi chờ rồi còn ở trong trường hợp này thì tôi đang xuống và tôi à, trong khi tôi đang chờ rồi để thầy xem thầy đánh máy có đúng không nha rồi để thầy xem thầy đánh máy đúng không rồi đúng rồi các bạn Ở đây là World waiting Rồi đang chờ chiếc xe lửa Khi mà tôi Đây đang diễn ra trong quá khứ Thì đột nhiên một hành động khác sang vào Là tôi thấy cô ấy Rồi tôi thấy cô ấy nha Rồi tôi đang chờ Thì tôi tôi thấy cô ấy nếu không đọc phía khúc phía sau thì khúc phía trước mình rất dễ chia thì quá khứ đơn rồi, tôi thấy cô ấy ở cái platform các bạn, là ở cái thềm sân ga, nhà ga. Rồi, ở đây câu số 9 nha. Rồi, cô ấy, à, lúc đó thì cô ấy đang mặc một cái à, áo khoác bằng da. Rồi, vào thời điểm đó thì she was wearing các bạn. Rồi, wearing, cô ấy đang mặc một cái áo khoác màu da nha. Rồi, cái mà mi ọp nè, rồi chữ ọp này các bạn chữ ọp này sẽ đi với cái từ remind ở bên trên cái mà nhắc nhở tôi remind did nha chúng ta đang dùng bối cảnh quá khứ hết các bạn chỉ có thể là quá khứ quá khứ đơn tiếp diễn nha quá khứ quá khứ tiếp diễn quá khứ không thành quá khứ không thành tiếp diễn chỉ những cái thì đó thôi bởi vì chúng ta đang nói tới đó chừng nào người ta chuyển người ta chuyển biến cái bối cảnh các bạn người ta chuyển biến cái bối cảnh thì lúc đó thì các bạn mới sử dụng thì khác nha ví dụ như là bây giờ thì rồi ví dụ vậy các bạn rồi, à, tôi xem, rồi cô ấy nhắc nhở một cái điều gì đó mà tôi đã xem trong bộ phim. Dù cho tôi không thể nhớ khi nào tôi đã xem. Rồi, rồi, rồi. Khi mà tôi à, xem nè, rồi khi mà tôi xem thì cô ấy, số 11 các bạn sẽ chọn thì open nha. Rồi, à, cô ấy mở cái giỏ sách của mình ra và out rồi có cái từ out động từ nào sẽ đi với cái từ out là các bạn rồi à, cái gì đó như mà máy tính sách tay ấy. rồi và lấy ra các bạn lấy ra một thứ như là máy tính sách tay rồi lấy ra một thứ mà như là một cái thiết bị cầm tay máy tính của tôi rồi rồi à, cô ấy gì đó trên màn hình rồi cô ấy gì đó trên màn hình kiếm động từ phù hợp điền vào các bạn rồi cô ấy Uh, check on nha rồi check something on rồi cô ấy kiểm tra cái gì đó trên màn hình sau đó cái gì đó trong hướng của tôi rồi có nghĩa rằng uh, đi theo hướng của tôi còn trong trường hợp này các bạn sẽ đi vào cái từ look ha rồi và nhìn theo nhìn vào hướng của tôi rồi lúc đây các bạn phần này nó hơi dài dòng xíu các bạn cố gắng nha phần này nó hơi chán xíu cố gắng các bạn rồi uh, đột nhiên điện thoại của tôi ở sao rồi đột nhiên điện thoại của tôi gây ra một cái âm thanh có một cái âm thanh các bạn. Rồi à, có cái âm thanh. Rồi à, ở đây made a à, sound có một cái âm thanh. Cái mà cái gì đó các bạn. Rồi cái mà nghĩa rằng. Rồi cái mà nghĩa rằng. Rồi rồi à, điện thoại tôi làm cái âm thanh ở đây người ta dùng cái mệnh đề quan hệ các bạn cái mà ở đây các bạn dùng động từ nghĩa rằng tôi có một cái tin nhắn bằng văn bản rồi thì uh, Browning frowning là cau mày ha cau mày hoặc là nhăn mặt các bạn rồi cao mày hoặc là nhăn mặt nha tôi gì đó một chìa khó các bạn tôi gì đó một chìa khó và cái tin nhắn thẻ trong đây không phải chìa khó các bạn là cái phím rồi ở trong trường hợp này, bởi vì phía sau có cái tin nhắn nên mình dịch, mình đoán ra cái à, cái phím ha. Tôi ấn nha, rồi press các bạn, tôi ấn, à, tôi ấn một cái bàn, một cái phím, và tin nhắn. Rồi, và tin nhắn xuất hiện các bạn. Rồi, appear, ở à, đây quá khứ nha. À, chúng ta đang ở bối cảnh quá khứ và những cái hành động này nó không có trước sau không đang nha các bạn. Rồi, à, Tôi làm A và B xuất B xảy ra C xảy ra D xảy ra liên tục nhau. Chúng tôi uh, do đo tờ. Chúng tôi con gái của bạn. Rồi, ở trong bài có một từ rất là hay là từ uh, bắt cóc các bạn. Rồi, kidnap nha. Rồi, chúng tôi đã bắt cóc các bạn. Rồi, bắt cóc. Rồi, chúng tôi đã bắt cóc uh, con gái của bạn. Rồi, thì ở trong câu này các bạn. Ở trong câu này, người ta bỏ trong ngọt nè rồi ta bỏ trong ngọt các bạn nha nên thì nó sẽ khác các bạn thì nó sẽ không giống như là không bỏ nha đây rồi bỏ trong ngọt có nghĩa rằng tôi vừa mới bắt cóc các bạn hành động vừa mới xảy ra các bạn chia cho thầy thì hiện tại hoàn thành nha đây có dấu này đây lưu với thầy nha đây dấu này đây. rồi chúng tôi vừa mới bắt cóc con gái của bạn rồi à, chúng tôi biết nè bạn à, cái chương trình có nghĩa rằng bạn đã và đang làm các bạn nha. Rồi, ở đây, đã và đang làm các bạn. Rồi, uh, have. Rồi, tôi biết rằng bạn đã và đang làm chương trình. Thì theo như trong bài các bạn sẽ dùng cái từ completed cho thầy nha. Vừa mới xảy ra. Rồi, completed. Rồi, bạn vừa mới hoàn thành cái chương trình. Rồi, đây, have completed các bạn. Đây, trong cái ngoặc đơn này nè thì các bạn sẽ sử sử dụng thì gốc nha thì gốc có nghĩa là thì hiện tại các bạn thì gốc của cái câu phát biểu á rồi theo cái người phụ nữ in red là theo cái người phụ nữ mặc áo đỏ nha rồi tôi nhìn rồi chỉ khi cô ấy gì đó ở round the corner rồi tôi nhìn uh, rồi tôi quan sát chỉ khi cô ấy gì đó ở round the corner và trong bài chúng ta có cái từ disappear các bạn rồi disappear appear thì cái từ disappear này nó ở ngoài ngọt rồi các bạn nha nó ở ngoài ngoài hai cái dấu ngọt đơn này rồi ở đây quá khứ nè tôi nhìn và cô ấy đã biến mất rồi quá khứ ha tôi cái gì đó after her tôi đuổi theo các bạn rồi tôi uh, chase race đây thì xem rồi race rồi race các bạn race after her chase rồi, race à, đuổi theo cô ấy. Rồi, thì có đơn luôn các bạn. Đây, thì có đơn luôn. Rồi, tóm lại câu số 22. Bạn chọn thì có đơn luôn. Ở nhà các bạn cứ làm những câu dễ trước ha. Và sau đó chúng ta sẽ sắp xếp lại cả, cả, à, sau các bạn. Rồi, bài này nó hơi rắc rối và dòng xíu. Rồi, à, chúng ta đã xong. À, destination B1, B2, phần A, phần B, phần C nha. Đáng lẽ ra thầy hướng dẫn các bạn viết câu đề đồng nai mà bây giờ đã trễ rồi các bạn để buổi sau thầy sẽ hướng dẫn các bạn viết nha thầy cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và phát phát biểu rất là chăm chỉ nha đặc biệt là bạn à, các bạn à, bạn tom nè bạn anh thư rồi bạn thì dương bạn thúy hà nha bạn ngọc nha rồi bạn huyền diệu nè rồi bạn Lai nha rồi cảm ơn các bạn đã phát biểu rất là rầm rầm à, rất là nhiệt tình rồi hẹn gặp lại các bạn các buổi tiếp theo nha à, các bạn hãy à, bạn nào lớp 9 nha hãy tranh thủ học chờ trước nha hãy tranh thủ à, học trước đừng có chờ thầy bởi vì thầy thầy nghĩ rằng còn lâu thầy mới xong cuốn này được các bạn rồi thầy xin cảm ơn tất cả các bạn rồi thầy bye bye bảo thanh nha rồi bye bye tất cả các bạn à bye bye các bạn nha rồi rồi à, câu nào có từ từ chờ, chờ xíu nha thầy xíu nha từ từ câu 2 thầy ơi bạn Vũ Ngọc nói câu là quơ mà thầy từ thầy là câu nào ta giờ thầy chống mặt luôn rồi nãy thầy dạy trong lớp của thầy à đây rồi đúng rồi đây à, đây đúng rồi thầy cảm ơn nha đây đúng rồi rồi đúng rồi rồi đúng rồi quê nha rồi thầy cảm ơn Ngọc nha rồi thầy cảm ơn Ngọc thầy cảm ơn Tom nha rồi thầy chào, thầy Dương, thầy chào non ba lớp nha, thầy chào tất cả các bạn. Rồi đúng rồi like nha, đúng rồi em, rồi cảm ơn em. Rồi xin chào và tạm biệt tất cả các bạn. Rồi bye bye tất cả các bạn nha. Rồi xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Rồi xin chào tạm biệt tất cả các bạn, rồi hai like các bạn. rồi thầy chào ngọc nha rồi thầy chào tất cả các bạn